Bò khô to, bò khô nhỏ, bò khô nào ngon hơn? Không ăn thì làm sao mà biết được cái nào ngon hơn? Hey, mua một mà được ba luôn. Trời ơi, luôn lại còn có cả mực khô, gà khô, cái món mực khô yêu thích của mình. Mình chỉ định mua review cho các bạn xem cái loại bò là ngon hơn thôi mà. Mà cái hộp cơm rang dưa bò. À nhầm, cái hộp cơm cháy gà khô nó lại đập ngay vào mắt mình. Không thể cưỡng lại được, em xác định với chị rồi. Cái thứ gì đâu mà cứ phải gọi là giòn tan trong miệng. Rồi ăn miếng lấy le thôi. Đấy mới là cái món chính. Bò khô huyền thoại. Có bia ở đây thì cứ phải gọi là hết sảy luôn. Công nhận là cái gói này nó bọc kỹ ghê á. Bọc một lớp ở ngoài rồi lại còn hút chân không ở trong. Không biết các bạn thế nào chứ tôi là tôi thèm lắm rồi đấy. Bọc ra cái mùi mực khô nó sực vào mũi luôn. Định là ăn bò trước rồi nhưng mà trời xui đất khiến thế nào. Cái miếng bò khô nó lại chui vào mồm. Ảo thật đấy. Mình là mình không thấy khác gì mực khô Thanh Hóa. Ăn con mực rồi là đến con gà. Con bò tốt nhất là phải đẻ cuối cùng. Con bò này có vẻ xinh gái đấy. Ăn cay cay ngọt ngọt lại không có mùi sắn dây. Tiếp theo là bóc đến gói nhỏ nhất luôn. Cái gói nhỏ này thì trông có vẻ tơi tơi hơn á. Mình lại thấy nó có cái mùi gì ấy, hay là mùi sắn dây nhỉ? Mình thấy cái bò khô này thì không cay bằng cái bò khô kia. Ăn to ăn nhỏ rồi thì ăn đến vừa chứ nhỉ? Đúng là nó cay cay ngọt ngọt vừa vừa. Ăn cái này thì cũng gọi là tạm ổn. Sau đây ban giám khảo Lý Sẩm sẽ quyết định cho điểm các em. Bò khô nhỏ 6 điểm. Bò khô vừa 7,5. Bò khô mít vị 9 điểm. Cơm cháy khô gà 9,5. Cái gì là hoàn hảo 10 điểm hết cả.